Bây giờ ba bố con em Phạm Văn Thành bây giờ đang vật vờ trước hành lang của bệnh viện đấy quý vị này. Anh chào Thành. Dạ, em chào anh ạ. Thôi ba ngồi xuống đó đi, đấy. Trời ơi. Ba bố con vất vượng vất vả trước cổng bệnh viện này thế à? Dạ. Có cái đùm gì đây nữa? Dạ, đùm của hồ anh ạ. Hả? Đùm của hồ. À, đùm của họ á? Dạ, đùm của người ta, dạ. À, tưởng là bố con này đưa chăn chiếu rồi lát trải dọc dạ, hành lang để ngủ nữa. Chăn chiếu em bổ trên trên chủ nhà chờ anh ạ. À, nhà chờ là ở đâu? Dạ, nhà chờ ở bệnh viện ngã đây anh ạ. À. Dạ. Tức là buổi tối là ba bố con vào lúc này ngủ à? Dạ, bình thường thì có lúc mà họ cho vào thì ba bốn con vào nằm ở trên hành lang á, trên khu nhà chờ á. À. Dạ, nếu không lúc, thì... Lúc tối thì như anh thấy là nằm ở dưới, trên hành lang phải không? Dạ, lúc lúc tối thì em nằm hành lang xong là họ đã đuổi về. À. Họ đuổi ra, dạ, họ không cho ở. Dạ. Ừ. Thế bây giờ sáng nay thì đã cho các cháu ăn gì chưa? Dạ, sáng thì em cũng cho hai bé ăn rồi anh ạ. À, cho cháu ăn rồi hả? Dạ. Nào, chào Gia Hưng hả? Dạ, Bình Minh ạ. À, Bình Minh. Con chào luôn. Con chào chú. Ồ, mấy hôm nay ở trong viện này thì cháu có mệt không? Dạ. Hả? Hơi. Hả? Hơi. Nói to lên con. Cháu có mệt không? Dạ, cháu cũng hơi mệt thôi. À, cháu cũng hơi mệt hả? Thế cháu ở trong viện này thì cái điều mong chờ nhất của cháu là gì? Là cho mẹ khỏe mạnh về. Hả? Mẹ cho mẹ khỏe mạnh về. Con nói to lên. À, cho mong chờ nhất của cháu là cho mẹ khỏe mạnh để về với cháu á. Ồ, giỏi quá, ngoan quá quý vị. Nghe nói thế mà thương quá. À, còn đây là Diệu Châu nhỉ? Chú chào cháu. Chào chú. Ồ, mấy hôm nay ở trong viện này thì cháu có ngủ được không? Dạ, cháu cũng không ngủ được. Hả? Cháu không ngủ được. Cháu không ngủ được hả? Dạ. Ồ. Thế rồi cháu đến đây thì cháu ở viện đây cùng với bố thì cái điều mà cháu mong chờ nhất là gì? Cháu mong chờ nhất là các bác sĩ là cố gắng chữa bệnh cho mẹ để mẹ về với cháu. Để cho mẹ khỏe mạnh để mẹ về với cháu á. Vâng. Ừ, rồi. Cháu rất là ngoan và chú cũng hy vọng rằng là những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ của cháu nhé. Vâng. À, sớm được bình phục để có được sức khỏe để về sớm với cháu ở nhà nhé. Vâng. Ừ. Thành ơi, hôm nay có một mạnh thường quân ở bên Mỹ. Dạ. À, khi mà xem cái câu chuyện của em đấy thông qua cái chương trình của anh ấy thì cô rất là thương và cô có chút quà để gửi về để động viên cho em nhé. Dạ, thì qua canh đây thì con cũng chẳng biết nói gì hơn, con thay mặt gia đình con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Cũng như là các cô, các chú, các mạnh thường quân ở trong và ngoài nước ạ, đã thương con và giúp thương gia đình con ạ. Để gửi số tiền đó để cho con lo viện phí cho vừa với hai đứa con. Con ạ, con rất là biết ơn và rất là cảm động những tấm lòng cô chú dành cho con ạ. Và con rất cảm ơn cô chú bác rất nhiều ạ. Và cũng như là mẹ Hóa ở người ở Quảng Bình, Quảng Trung, Quảng Trạch ạ, đã biết tình hình con như vậy, đúng quá cánh biết tình hình con như vậy, mẹ đã đập heo đất và đã gửi số tiền cho con 1 triệu và sau đó mẹ đã đi xin cho những người từng nhà một người nhà 10, 20 ngàn để dành số tiền đó cho con chữa bệnh cho vừa. Thì con rất là cảm động tấm lòng mẹ đã dành cho con ạ. Qua đó thì mẹ cũng đã dành nhận con là làm con nuôi ạ. Và sau đó là mẹ cũng đi xin cho từng nhà một, sau đó là về đây là mẹ biết tin tức con về đây thì mẹ đã chạy ra để mẹ thăm nom con ạ. Thì đó, qua đây thì con rất là cảm động tấm lòng mẹ đã dành cho con, cho gia đình con ạ, với cũng như là con với vợ con ạ. Thì qua đây con rất là không biết nói gì hơn, con rất là cảm động tấm lòng mẹ dành cho con ạ, với là cũng như là cho con gửi lời thăm tới những cô chú bác các mạnh thường quân đã ủng hộ cho mẹ Hóa để mẹ Hóa có tiền lo cho con ạ. Con cũng rất là cảm ơn những cô chú và bác rất nhiều ạ. Rồi, với cái tấm lòng biết ơn của em đấy, thì
anh nghĩ rằng là tất cả mọi người sẽ biết qua những cái cử chỉ, những cái ánh mắt của em, là mọi người đều rất là biết là em rất là quý những cái tấm lòng của họ, biết ơn họ và biết đến cái sự chia sẻ của các cô chú đã dành cho gia đình mình lúc khó khăn hoàn nạn này em nhé. Dạ em. Thì hôm nay thì ngoài những cái tấm lòng của các cô chú mà đã đồng viên về mặt tinh thần cho em đấy, thì có cô Mai Nguyễn ở bên Mỹ đấy. Cô cũng có gửi về cho anh một khoản tiền khá lớn em nhé. Thế thì hôm nay thì chắc là hôm nay thì anh sẽ nhận được đấy, có khả năng là ngày hôm nay thì tiền sẽ về. Nhưng mà hôm nay có dịp anh đến đây để thăm vợ của em đấy, rồi là thăm ba bố con em, thì anh sẽ kết nối để cho em trò chuyện với cô Mai Nguyễn một chút. Bởi vì cô cũng rất là muốn được gặp em để trò chuyện cũng như là đồng viên tinh thần cho em nhé. Thì bây giờ anh em mình sẽ chọn một cái vị trí nào đó yên tĩnh một chút, ra ngồi ngoài gốc cây đằng kia một chút, rồi sau đó anh gọi điện thoại cho em nói chuyện với cô Mai Nguyễn nhé. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều. Đi đi. Đi. Kính thưa quý vị, từ lúc nãy giờ thì Khánh cùng với là em Thành và hai cháu đây cũng muốn là ngồi tìm một cái chỗ mà yên tĩnh ở trong cái khuôn viên của bệnh viện đấy để ngồi trò chuyện với em Thành một chút. Bởi vì hôm nay quý vị ạ, hôm nay thì Khánh cũng muốn chia sẻ với quý vị một cái thông tin, đó là sau khi mà Khánh đăng tải với câu chuyện của em Thành lên đấy, thì có một mạnh thường quân ở bên Mỹ, người đã đồng hành cùng với Khánh trong suốt thời gian vừa qua, và cô rất là thương với cái số phận, với cái hoàn cảnh của em Phạm Văn Thành khi mà có vợ bị tai nạn rất là nặng mà bây giờ nằm liệt ở trong bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba đấy. Và trong suốt thời gian vừa qua đấy thì em đã tốn rất là nhiều tiền để khắc phục cái sự cố sau tai nạn cho vợ, và bên cạnh đó thì còn phải lo cho cả hai đứa cũng bị tai nạn nữa quý vị. Thì hai đứa con của Thành thì bây giờ sức khỏe đã được tạm ổn rồi, mặc dù đã vào cái kỳ học rồi quý vị, tuy nhiên thì các cháu vẫn không có đủ tinh thần để đến trường, bởi vì là mẹ đang bây giờ đang nằm rất là nặng ở trong bệnh viện ấy, cho nên là các cháu cũng rất là hoang mang. Và hơn nữa thì bây giờ là cái kinh tế để mà Thành lo cho các cháu cũng thực sự rất là khó khăn. Và biết về câu chuyện này thì cô Mai Nguyễn ở bên Mỹ ấy, cô rất là thương Thành ạ. Cô rất là thương em. Chính vì vậy thì cô có gọi điện về cho anh Khánh và có gửi về cho em là giúp đỡ cho em. Chắc là trong chiều nay anh sẽ nhận được đấy nhá. Thì khi mà anh nhận được thì anh sẽ trao gửi cho em nhé. Anh sẽ thay cô giúp đỡ cho em để em có thêm cái chi phí để khắc phục cái sự cố cho vợ nhé. Tuy nhiên thì cô Mai Nguyễn cũng rất là thương và cũng muốn được trò chuyện cùng với em để phần nào đó đồng viên chút ít về mặt tinh thần cho em nữa nhé. Thì bây giờ thì anh sẽ kết nối để cho em trò chuyện trực tiếp với cô Mai nhé. Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh lắng nghe cái cuộc trò chuyện ít phút giữa cô Mai Nguyễn ở bên Mỹ cùng với chỗ em Phạm Văn Thành ạ. Khánh đang kết nối FaceTime với cô Mai đây quý vị. Alo, con chào cô. Rồi, cô chào con. Khánh đã đâu á? Con bây giờ con đang ở bệnh viện đấy cô ạ. Cô nhìn thấy cô nhìn thấy đây là cái mấy cái tòa nhà chỗ bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba đấy, nơi mà em vợ của em Thành đang nằm điều trị ở đây đấy cô. Thế thì con cùng với em Thành đó, với là con của em Thành nữa là đang ra ngoài chỗ khuôn viên chỗ bệnh viện đấy, ở dưới chỗ gốc cây ngồi cho nó mát. Thế thì có nhận được tiền chưa? Con đến hôm nay thì con vẫn chưa nhận được tiền của cô. Chắc là chiều nay hoặc là mai gì đấy. Chắc chiều nay á. Dạ dạ. Tại vì sáng á cô có nghe cái chỗ mà cô gửi tập báo tin á. Dạ. Là hôm nay á, là người ta sẽ giao tiền cho Khánh. Dạ. Đó. Vâng. Thế thì anh giới thiệu với Thành một chút. Thì đây là cô Mai. Cô Mai Nguyễn là người mà đã đồng hành cùng anh Khánh trong suốt thời gian vừa qua. Và cô là người mà có tấm lòng bác ái rất là cao cả, đã giúp đỡ cho rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn rồi. Và hôm nay thì thấy được cái câu chuyện của gia đình em là cô rất là thương. Thì ngoài cái tấm lòng mà cô gửi về thì chắc là chiều nay anh sẽ nhận được.
Thì cô cũng muốn là trò chuyện với em một chút để động viên em nhé. Đặc biệt hơn nữa là cô cũng là có một người con dâu quê ở Quảng Bình ở đây. Đấy, cho nên là khi mà nhắc đến em là người Quảng Bình mà có cái hoàn cảnh khó khăn như thế thì cô lại càng cảm xúc hơn rất là nhiều. Đấy, cho nên là cô cũng muốn gặp em để trò chuyện với em một chút. Thì cô ơi, bây giờ con kết nối máy để cô trò chuyện với em Thành một chút nhé. Rồi, rồi. Cho cô nói chuyện với Thành chút nha. Cô thì gặp Thành ở trên mấy cái video thì nhiều rồi, nhưng mà bây giờ thì chắc Thành mới gặp cô ha. Dạ, chưa có mới được gặp cô ạ. Cô năm nay á, là cô sinh năm 60, là 60 tuổi, giống bằng tuổi của mẹ của Thành đó. Dạ. Cô mới coi cái video hôm qua của anh Khánh đưa lên đó. Dạ. Mẹ với lại em gái của Thành cái chuyện á. Dạ. Dạ, cô ơi, con cảm ơn tấm lòng của cô dành cho gia đình con ạ. Con chẳng biết nói gì hơn đó, con rất là cảm động ạ. Những tấm lòng của cô gia đình mình dành cho con ạ. Dạ, con rất biết ơn cô rất nhiều ạ. Không có sao đâu. Thì bây giờ cô giúp được cái gì cô giúp. Thì nếu mà cô mà ở bên đó là cô tới cô thăm rồi. Nhưng mà cô ở xa quá, không về thăm được, tại vì bệnh đó, chứ không bệnh bị dịch đó, chứ không thì cô cũng về rồi. Tại vì quê của cô ở Quảng Bình mà. Dạ. Rồi con dâu của cô cũng ở Quảng Bình đó, cô mới cưới nó cũng qua đây được 3 năm rồi đó. Dạ. Cho nên là cô rất là thích về quê. Dạ. Nhưng mà bây giờ nghe nói Thành ở Quảng Bình nữa. Dạ. Và thật ra thì cô cũng gọi để nói chuyện thì cũng để an ủi Thành mấy câu vậy thôi. Dạ. Thì con người mà cái lúc nào cũng vậy hết đó, con người mình nói cuộc đời mình nói như là giống như là con thuyền mà ra khơi vậy đó. Dạ. Lúc có sóng gió và lúc nó êm đó, và nó có nhiều cái thử thách nữa. Dạ. Đấy, nó không có lúc nào nó suôn sẻ hết trơn á, nhưng mà thôi kệ, cố gắng vượt qua. Dạ, con đó, thì bây giờ cô cũng muốn khuyên vậy thôi, chứ còn đừng có buồn quá, rồi nhiều khi mình không có làm gì được hết đó. Bây giờ cố gắng mạnh mẽ lên đấy, để lo cho vợ cho con. Thì cô chỉ có mấy lời để mà cô khuyên vậy thôi, chứ cũng đừng có quá buồn. Cái chuyện gì nó tới rồi nó cũng sẽ tới, rồi nó cũng sẽ qua đi thôi đó. Thì cố gắng cố gắng để mà phải giữ gìn sức khỏe, lo cho vợ cho con. Đó, thì bây giờ cô thì cô không biết làm gì hết, cô chỉ có một xíu cái quà gửi là về, chút xíu tiền gửi về để cho Thành lo cho mấy cháu nha. Đối với con là số tiền đó là quá lớn cô ạ. Để con số tiền đối với con là rất là lớn. Để có số tiền mà trải viện phí cho vừa, con rất là cảm động tấm lòng cô dành cho gia đình con ạ. Con biết ơn cô nhiều lắm ạ. Ồ, thì đó, thì bây giờ cô thấy cô cũng rất là thương. Bây giờ cô cũng không biết sao hết. Cô cũng cầu nguyện cho vợ con là được khỏe mạnh lại, mặc dù không được như ngày xưa, nhưng mà cũng tỉnh táo khỏe mạnh lại để mà ở gần chồng con. Dạ. Bây giờ cô cầu xin như vậy. Dạ. Thì con... thôi bây giờ. Dạ. Con cũng mong sao vừa con được cho chú cũng được đứng dậy, mong sao vừa con ngồi được xe lăn là con mừng rồi cô ạ. Dạ, con chỉ ao ước như vậy thôi. Dạ, để về mà hằng ngày về thấy được vừa con cái, về được thấy vừa thì cho nó, để cho gia đình nó được êm ấm và có động lực để mà nuôi dạy con cái với mà làm cô ạ. Dạ. Đúng rồi đó. Dạ. Thì chỉ cầu xin như vậy thôi, chứ bây giờ mình không dám mà cầu xin nhiều hơn nữa. Bây giờ chỉ cầu xin mình được tỉnh táo mà ngồi lên đường mà sống lại để mà lo, để mà nhìn các con. Dạ. Mong sao vừa thấy được hằng ngày, gặp được cả con nữa. Cô cũng nghĩ là cũng rất là có nhiều người cũng đang quan tâm và cũng cầu nguyện cho Thành và gia đình, cho vợ Thành cũng như là được mau. Trong khi đó thì cũng sẽ có nhiều người quan tâm rồi chia sẻ, cũng giống như cô vậy đó, chia sẻ thế là một chút nào gánh nặng đó cho Thành. Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Dạ. Thì không sao đâu, cô mà còn khỏe mà còn có tiền thì cô cứ gửi về cho, sao cô sẽ tiếp sức dạ với Thành. Dạ, con thay mặt gia đình con cảm ơn cô ạ.
Dạ thôi được rồi ha. Dạ. Cô cũng muốn gặp Thành để mà nói vài câu vậy thôi. Dạ. Quý vị ạ, vừa rồi là một mạnh thường quân ở bên Mỹ ấy, đó là cô Mai Nguyễn. Ngoài cái tấm lòng rất là tuyệt vời, rất là bác ái của cô gửi về để giúp đỡ cho bố con, giúp cho vợ của em Thành đấy, thì cô còn có những lời động viên rất là tình cảm và có những lời căn dặn rất là kỹ càng để giúp cho em Thành được cẩn thận hơn trong cái quá trình mà chăm sóc vợ tại bệnh viện. Cảm ơn cô Mai Nguyễn rất là nhiều. Và hy vọng rằng là với cái câu chuyện của em Thành đấy, sau khi mà Khánh đăng tải lên, sẽ có nhiều mạnh thường quân hơn nữa giúp cho em Thành có được những cái khoản tài chính để em có thể trang trải cái chi phí điều trị cho vợ trong những ngày vừa qua ở tại bệnh viện, cũng như là thời gian tới khi mà đang điều trị ở tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Và Khánh mong rằng với cái thông tin này, qua cái video này sẽ được mọi người chúng ta lan tỏa để giúp cho nhiều mạnh thường quân biết hơn nữa, để giúp cho em Thành có được cái cơ hội giúp đỡ nhiều hơn. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều ạ. Còn bây giờ thì cũng trưa rồi, cho nên là Khánh cũng xin kết thúc video ở đây để cho em Thành cùng với là hai đứa con đi ăn cơm, sau đó là vào thăm mẹ nha, vào thăm vợ nhá. Rồi cố gắng lên Thành nhá. Anh biết rằng là em rất là nặng lòng. Bây giờ rất là lo lắng, tiền thì không có, vợ thì đau nặng, hai con thì bây giờ cũng theo bố vật vã trong cái bệnh viện như này. Thì thực sự là cái nỗi lòng của em ấy, là không những anh mà toàn thể mọi người ấy, cộng đồng ai khi biết đến câu chuyện của em họ đều rất là thương nhá. Thì bây giờ thì em cố gắng mạnh mẽ lên để vượt qua cái lúc khó khăn này nhé. Dạ em cảm ơn anh ạ. Thôi bây giờ anh về nhé. Dạ em cảm ơn anh ạ. Xin chào toàn thể quý vị nhé. Và rất là mong đón nhận được những cái tấm lòng của tất cả các mạnh thường quân dành cho gia đình em Thành ạ. Nào các cháu bye bye các cô chú khán giả chút nào. Bye bye nhá, chú về nhá. Dạ em cảm ơn anh ạ.